trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa, con nước chia đôi bờ. Em nè, em phải kêu cậu Tư cho em một danh phận. Nhưng mà nếu trở thành vợ của cậu ấy rồi thì làm sao chúng ta gặp được nhau nữa? Trời ơi, sao vậy? Bây giờ mình ở chung nhà với nhau mà, muốn gặp nhau lúc nào mà không được. Quan trọng nhất là em phải mừng sao cho cậu Tư chịu cưới em làm vợ là được rồi. Yêu anh mà phải ở với cậu Tư thiệt là khó lòng hết sức gì đó. Em ráng chịu khó đi, vì tương lai của mình mà. Khi nào anh đạt được mục đích rồi á, em sẽ trở thành bà hội đồng. Lúc đó mình có thể ở bên nhau mãi mãi mà, đúng không? Em không cần trở thành bà hội đồng gì hết, em chỉ cần được sống bên anh như vậy là đủ rồi. Dung ơi, mở cửa cho anh đi. Chết cha, ông Tài tới anh ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mở cửa cho anh đi cưng. Dung à. Anh, ra ngõ này nè. Dung. Rồi rồi, em biết làm rồi. Cái gì mà lâu dữ vậy Dung? Mở cửa lẹ lên coi. Dung. Nè, làm gì mở cửa lâu dữ vậy? Dạ, em mới tắm. Vậy hả? Hèn chi thấy thơm quá à. Tặng em nè. Được tặng quà em có thích không? Em thích lắm. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh ơi. Anh tốt với em như vậy. Em muốn được đường hoàng nâng khăn sủ túi cho anh suốt đời. Cho em một danh phận được không anh? Danh phận hả? Từ từ tính được không? Em hiểu rồi. Vậy là chỉ có một mình em thương anh thôi. Còn anh, chỉ có em như một người qua đường thôi đúng không? Nè, thôi mà, đâu có đâu. Em cũng biết á, là anh thương em nhiều lắm mà. Nhưng mà cái chuyện này á, phải để anh về anh thưa với cha má của anh. Rồi cha má anh cho, thì anh mới qua rước em được chứ. Em không biết đâu. Anh tính gì á thì tính cho nhanh đi. Chứ em không chấp nhận sống trong bóng tối như vậy nữa đâu. Nếu như mà anh không thiệt tình với em á thì về với vợ anh đi. Nè, đừng tới đây nữa. Thôi mà, anh biết mà. Để anh tính nha. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.